Thưa quý vị, kể từ năm 2004, ngày 13 tháng 10 được chính phủ chọn là ngày doanh nhân Việt Nam. Thay mặt những người thực hiện chương trình tay đua ngày mới sáng nay, kính chúc quý doanh nhân, doanh nghiệp cả nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng ngày càng lớn mạnh, khẳng định vai trò đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là phát triển đạt tầm khu vực và thế giới, góp phần nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Và để phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực, trình độ, đáp ứng mục tiêu công nghiệp quá hiện đại quá. Ngày 10 tháng 10 vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị, ký ban hành nghị quyết số 41 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Theo đó, Bộ Chính trị đề ra mục tiêu cụ thể là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn quá kinh doanh, mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước. Về mục tiêu đến năm 2030, Bộ Chính trị nêu rõ, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ, đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới. Một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt. Một số doanh nghiệp có vị thế, giai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn nghị quyết của bộ chính trị chỉ rõ bảy nhiệm vụ giải pháp để thực hiện các mục tiêu trên trong đó nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước hoàn thiện chính sách pháp luật tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi an toàn bình đẳng cho doanh nhân doanh nghiệp phát triển và cống hiến